xin chào quý vị và các bạn thời gian gần đây ở trên youtube thì quý vị nhìn thấy là rất là nhiều cái kênh đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái sàn và mình có thể khai thác được cái đồng coi và quý vị cũng nếu mà đã xem qua thì quý vị thấy người ta giới thiệu là nó ngon lành giống như cái sàn fmc thì ở đây là cái sàn fmc đây quý vị thì cái sàn này mình cũng không tốn một cái đồng nào hết mình chỉ mất công mất thời gian một ngày vào để khai thác thôi nha quý vị cái thời đó đó thì ở trong này để mình mở cho quý vị xem mình vào phần wireless thì quý vị nhìn thấy ở đây mình có được 83 đô này quý vị với giá hiện giờ thì uh, nó rất là ok và ngày hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cái sàn mới tiếp theo và có cái độ uy tín ngang ngửa như vậy thì đầu tiên quý vị kích vào cái đường link mình để dưới phần mô tả của video đó quý vị thì nó xuất hiện cho quý vị một cái giao diện quý vị nhìn thấy đây dòng đầu tiên này quý vị điền cho mình mail nghe quý vị quý vị phải dùng một cái mail nào của quý vị á, mail uy tín cũng được cái dòng thứ hai á, là quý vị đánh cho mình gõ cho mình password cái dòng thứ ba đó thì quý vị sẽ lặp lại cái password một lần nữa Và quý vị nhớ là cái password của mình thì có chữ hoa, chữ thường số và ký tự đặc biệt nha quý vị Còn cái dòng này thì quý vị để nguyên như vậy Quý vị kích vào cái dấu ở đây và quý vị kích vào chữ register Tại vì ở đây là mình đăng ký rồi đó quý vị cho nên là mình không có đăng ký lại được nữa và không có trình diễn cho quý vị xem được nữa sợ là người ta nói bắt mình cái trùng IP đó quý vị. Thì khi mà quý vị đăng ký xong á thì quý vị sẽ đăng nhập nha quý vị. Đó khi mà quý vị đăng nhập vào được cái sàn listener này, này quý vị, thì quý vị sẽ có một cái giao diện đẹp như thế này đây. Thì cái công việc đầu tiên của quý vị làm á là quý vị phải cây KYC nó nghe quý vị. Thì quý vị vào cái phần cái đầu người ở đây ạ. À, chỗ tôi đang xoay con chuột đây quý vị kích vào đây quý vị nhìn thấy chữ kyc thì kyc này nó cũng bình thường giống như mọi cái phần mềm mà quý vị khai thác tiền điện tử thôi uhm, cũng đơn giản mình ở đây nó nói tên thì mình gõ của mình là tên ví dụ như mình tên trần đức thịnh thì quý vị sẽ gõ là đức thịnh họ là họ trần như quý vị giới tính là nam giới ngày sinh thì mình sẽ chọn vào đây rồi địa chỉ nhà của mình đúng ở trên chứng minh nhân dân nha quý vị. Rồi ở đây là quý vị chọn quốc gia, xong đó kế tiếp á thì quý vị sẽ có cái chi tiết tài liệu đó thì quý vị phải gõ đúng cái cái số của chứng minh nhân dân của mình vào. Còn cái thứ ba, bước thứ ba là quý vị sẽ chụp hình mặt trước, mặt sau của chứng minh quý vị up lên và cái bước thứ tư á, là quý vị phải cầm cái chứng minh đó quý vị phải chụp một cái ảnh tự sướng up lên và duyệt xong á, thì người ta đề cho mình chữ đã xác minh danh tính đây quý vị rồi à, lúc trong khi chờ đợi đó thì quý vị à, quý vị nhớ kích chuột bên phải nha quý vị dịch ra tiếng việt giống như mình nè rồi à, quý vị vào chữ khai thác mỏ ở đây mình khai thác được một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày rồi và mình, mình thấy cái uh, sàn này nó cũng giống như cái sàn FMC giống như các cái kênh khác vừa đã giới thiệu Thì có lẽ là tương lai mình sẽ có tiền từ nó đó quý vị, quý vị Vào cái hình đầu người quý vị kích vào ví Rồi sau đó mình kéo xuống nha quý vị Ở cái đồng mà LIG này á thì ở đây quý vị sẽ có được 5 đồng Và cứ mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ thì quý vị vào cái chỗ khai thác đây quý vị sẽ khai thác được 2 đồng thì ở đây mình cây uh, quay KYC xong rồi mình khai thác thì ở đây mình có được 30 đồng. Mình cũng chưa mời được ai hết. Thì chương trình video ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mình khai thác một cái đồng coi sàn và theo mình nghĩ là cũng rất là uy tín. Xin phép dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.